Tôi chườm gan này 5 năm rồi, không có ngày nào tôi không chườm. Tới bây giờ gan của tôi không còn nhiễm mỡ, gan tôi không còn men gan cao, mà cơ thể tôi bây giờ rất là khỏe mạnh, mà cái sơ vữa động mạch giờ không còn nữa, bây giờ cái động mạch cảnh không còn tắc. Và gan không gói như vậy, bà bây giờ ngon hết rồi. Sau 5 năm chờ mà chỉ thấy ăn ngon, ngủ ngon, người khỏe ra. Những cái triệu chứng mà ngày xưa mà bị tổn thương bây giờ biến mất hết. Bây giờ đi làm siêu âm gan, tuyệt vời. Lấy cơ thể làm thử nghiệm. Chưa có bác sĩ nào dám chơi cái cú đó như tôi đúng không nha. Cho nên tôi rất là mạnh dạn để nói. Và tôi có đầy đủ những cái bằng chứng, những cái xét nghiệm, những cái siêu âm của tôi để tới bây giờ không có mất cái gì hết. Để minh chứng rằng cái hiệu quả của cái chườm đá nó tới mức độ nào. Tất nhiên cái đó là buổi sơ khai của việc chườm đá thôi. Nhưng đến bây giờ thì nó là chuyện lớn. Chuyện lớn là tại sao? Là thứ nhất là bây giờ ta biết rằng nhiều nhiệt liệu pháp đã được áp dụng rất là nhiều nơi trên thế giới. Nhưng mà áp dụng theo cái cách thực hiện như cái cách của mình thì chưa có ai làm. Ta làm cái khác, ta cho ma, thí dụ như Hàn Quốc, như Nhật Bản thì nó làm cái giường á để cho ta nằm. Nhưng mà để mà trả tiền cho cái đó là 50-70 triệu, 100 triệu, đúng không? Thấy chưa? Hình ra là họ kinh doanh trên cái y học. Còn của mình là thô sơ. Nhưng mà thực ra là khi chườm nóng ở vùng lưng á, là họ áp dụng theo phương pháp của đông y. Họ nói là tại vì ở ngoài sau mình có nguyên một hệ thống kinh, là kinh bàng quang, thì du huyệt tất cả đi qua trên kinh đó. Cho nên khi làm nóng cái đó, làm nóng cái cơ thể sẽ khỏe mạnh. Nhưng mà thực ra nó không thể nào bằng được chườm trực tiếp vô gan được. Vì vô gan rồi nó sẽ dẫn máu đi toàn bộ cơ thể mình, không có chạy đâu thoát. Và khi mà làm rồi thì thực hiện rồi mới phát hiện ra rất nhiều điều ở trong vấn đề đó. Cái thứ nhất là người ta thấy rằng có những cái người, bởi vì tôi qua vừa rồi tôi đi qua bên tiệm thì nó có cái hồ nước lớn như này, nó cái phương pháp điều trị nhiệt liệu pháp đó, là tất cả mọi người xuống cái hồ nó ngâm, và cái nhiệt độ của cái hồ đó là luôn luôn ở 41.5 độ nóng, nhưng mà không nóng vì mình ở ngoài lạnh đó, mình vô mình ngâm sướng lắm nè. Và họ ngâm như vậy là 1.5 tiếng đồng hồ. Tôi còn nhớ tôi mua cái thẻ là phải 1.5 tiếng. Và người ta ngâm đó thì rất có nhiều người, không phải chỉ ở nước tiệm không, mà tất cả một những cái nước khác trên thế giới, Ả Rập đụng đến để mà chữa bệnh, vì họ tin rằng ở đó nó khỏi bệnh là nhờ nước khoáng. Nhưng mà họ chưa nghĩ đến cái vấn đề là do cái nhiệt. Tất nhiên là cái nước đó từ nước khoáng ra thì họ lấy cái nhiệt độ canh để được cái độ đó. Nhưng mà trên thực tế là nhiệt độ là chính yếu, mà cái nước khoáng cũng không phải là kém phần quan trọng trong cái đó, vì nó có cái nguyên tố vi lượng trong đó, cho nên họ ngâm đó. Thì như vậy có những cái người phụ nữ á, họ bị ung thư tử cung, ung thư buồng trứng, có những người họ nằm ở đó 1.5 tiếng nhưng họ đã quá. Tại những người mà bị ung thư á, đặc biệt con cái là họ rất sợ lạnh, nhưng mà khi ngâm nước nóng họ rất là dễ chịu. Cho nên thay vì mua cái thẻ là 1.5 tiếng, họ chơi luôn 3 tiếng. Và sau khi một đợt điều trị, một tuần lễ nửa tháng họ lên, tự nhiên bây giờ coi trở lại, tế bào ung thư và những cái khối u đó không còn nữa. Thì lúc đó ta mới nghĩ, thermotherapy tức là nhiệt liệu pháp để chữa ung thư. Rồi ở bên Áo cũng vậy, có một cái bác sĩ, họ cũng làm cái kiếp đó. Và những người đàn ông, mà trong đó có những người bị ung thư dương vật, mà sau khi ngâm nó xong rồi, rồi sau đó cái ung thư nó biến mất. Trở lại vấn đề Mỹ bắt đầu là nó nghiên cứu nó ngay. Tức là nó nói tại sao mà những cái người mà bị ung thư mà bây giờ khỏi ung thư mà không cần quá trị, không cần xạ trị. Thì nó họ tìm hiểu lý do gì. Thì khi mà tìm hiểu thì nó tập hợp lại những người mà không xạ trị quá trị mà tự nhiên hết ung thư ấy, thì tất cả những cái người bệnh nhân đều nói có một câu tôi bị một cái cơn sốt đột ngột, và qua cái cơn sốt đó thì tự nhiên có ung thư giờ không còn nữa. Nếu như ai trong cái ngành y tế mà ở
cái miền Nam này. Nè, tôi thì ở Đồng Nai, cho nên tôi gặp rất nhiều. Ở Đồng Nai nó có hai cái loại sốt rét. Tôi nói đi chuyện gì không? Tôi nói gì để cho mọi người phân biệt, là tôi nói cái khu miền Nam, cái Đồng Nai là Tân Phú, là Long Khánh, rồi mấy cái vùng Cô Nhí, rồi mấy vùng nó bị sốt rét trước đây. Thì mình có hai cái loại sốt rét mà thường gặp nhất. Một là sốt rét do Vivac, tức là sốt rét cánh giật. Một ngày nóng, lạnh, một ngày không có. Nó là sốt rét cánh giật, nó do con Vivac. Một cái con nữa là nó sốt liên tục mà nhiệt độ rất là cao, mà gây đến tử vong. Đó là falciparum, nó gọi là sốt rét ác tính. Mà cái sốt rét ác tính nó độc lắm, nó lên tới 41 độ, 43 độ, làm cho người bệnh nhân điên cuồng luôn. Trên khi vô tới bệnh viện, điều đầu tiên là bác sĩ là phải lấy đá chườm ngực, chườm đầu hết để cho nó hạ thân nhiệt xuống, và đồng thời đưa ký ninh truyền thẳng vô trong mạch máu để mà chữa. Còn làm không kịp là nó chạy về đường, nó la lối điên cuồng ở bên này. Thì chính cái nhiệt độ mà lên do cái con mũi đó, thì những cái người bị ung thư là họ được hưởng cái lợi. Nếu như họ không chết gì, họ không khùng gì cái sốt đó, thì tự nhiên họ ung thư. Thì Mỹ nó mới xác nhận là nếu nhiệt độ mà lên trên cái nhiệt độ đó từ 41,5 tới 43 độ trong vòng nửa giờ cho tới 1 giờ thì vi khuẩn và vi trùng bị tiêu diệt. Nhưng mà nó lên tới 2 giờ đồng hồ thì tế bào ung thư bị vô hiệu quả. Cho nên tới bây giờ là phương pháp chemotherapy điều trị ung thư đó là không phải người ta làm sốt hết cơ thể mình nó điên sao, thì người ta cho cái nhiệt đó đi thẳng vô ngay cái gan, cho cái phổi, ngay cái vú, mà ngay đó người ta tăng nhiệt, cô lập ngay vùng đó và tăng nhiệt lên thì tế bào ung thư bị cô lập quá liền. À chết. Còn chúng ta thì một cái nước thô sơ, chúng ta không làm được mấy điều đó. Mà tới bây giờ là không, tôi lại chỗ anh Hải cách đây mấy năm rồi đó, thì tôi hỏi cái đó có không, nó có, nhưng mà xin phép Bộ Y tế cho. Rồi tới chỗ này á, là cái chỗ là medic là chỉ chẩn đoán, không có được quyền điều trị, cái nó chuyện của bệnh viện Chợ Rẫy. Không biết tại sao bệnh viện Chợ Rẫy cũng nhập, mà bệnh viện Đồng Nai cũng nhập, một đinh trong đinh tán trong đinh ba cũng nhập, nhưng mà không đưa ra điều trị, cái đó không hiểu tại sao, cái đó mình không biết ha. Nhưng mà đối với chúng ta đó thì tôi chỉ có một cái khuyến cáo thôi, nếu mà thân nhiệt chúng ta mà tăng lên á là 1 độ C thôi, thì hoạt tính enzyme trong cơ thể mình tăng lên 40%, tức là sức đề kháng của mình tăng lên 40%. Do đó chỉ cần là chúng ta làm cái gì, chúng ta chườm đá thường xuyên. Thì mỗi lần chúng ta chườm đá ở gan, bây giờ chúng ta có một thêm cái nữa là chúng ta được cái chườm gan ở lòng đá lòng chân, thay vì là cứu hoặc là làm ấm chân rồi, thì cái lòng bàn chân mình mang cái đôi giới vô nó giữ nhiệt cũng không có thua gì. Thành ra là bây giờ mình vừa được chườm gan vừa chỗ bên này. Ở chúng ta không mong gì là chúng ta điều trị được cái ung thư. Thế thì cái điều mà cần nhất và quan trọng nhất của chúng ta hiện nay là gì? Mọi người đừng có cái nghĩ một cái gì xa hơn, chỉ nghĩ một điều duy nhất, phải làm sao cái sức khỏe mình tốt lên, sức đề kháng mình tăng lên. Không có gì hay bằng nhịn ăn, hốt không khí, chườm đá, và trong đó là cái nào cũng quan trọng hết. Và khi chúng ta thực hiện được những điều đó thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta biết chắc một điều là chúng ta không thể nào chết vì bị ung thư, tại vì chúng ta đã không tạo điều kiện cho nó phát triển. Mong vài lời với mọi người để mà tự cứu chính mình. Rồi xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Hốt đi anh em, chườm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chườm gan, cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại
0832186688 hoặc 0983581652.